Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 400 triệu cái token AOT. Dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 nhé. À 15 tháng 4 và nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 4. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start này. Rồi sau đó mọi người chọn Continue và sau đó thì sẽ nhập kết quả này. Tiếp theo mọi người sẽ làm các nhiệm vụ do vào nhóm Telegram. Rồi sau đó quay trở lại này, mọi người sẽ follow Twitter, like, retweet bài đăng và tag 3 người bạn. Rồi mọi người chọn theo dõi. Sau đó thì mọi người sẽ like cái bài đăng của nó và test thẻ 3 người bạn vào đây. Rồi chọn tweet lại này. Quay trở về bot. Mọi người bấm chọn check. Rồi sau đó nhập username của Twitter hay nhập username của Telegram. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhập profiling của Twitter nhé. Mọi người copy cái dòng chữ Twitter này. Rồi sau đó dán vào đây và chỉnh sửa lại username. Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC mạng PEP20 và bấm chọn viết. Rồi ok, ở đây mọi người có thể bấm chọn withdraw thì rồi dự án nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 4 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.